Ngày xưa, vào thời đại loạn lạc, một vị đại hiệp sau khi lĩnh hội quyền pháp huyền bí đã dùng tuyệt kỹ tối thượng chấm dứt chiến tranh trên thế giới, mang hòa bình cho nhân loại. Tên của quyền pháp đó là Puni Puni Quyền. Chào mừng các bạn đã đến với lớp học truyện tranh. Hôm nay, hãy cùng đội phòng vệ Kasukabe tham gia vào hành trình giải cứu thế giới trong Shin Cậu Bé Bút Chì Movie 26 Miramen Đại Chiến nhé. Chúng mình cùng vào lớp thôi nào. Sáng nay, trên TV đưa tin một con phố ở Kasukabe đã xảy ra vụ bạo loạn. Anh ta khai rằng nửa đêm muốn ăn mì ramen nên mới cáu gắt như vậy. Thế giới này kỳ cục thật đấy, nhưng Kushin vậy. Thấy bé Hima ngậm action comment, Shin lao đến giành đồ chơi lại. Em nó còn bé, thấy cái gì mà chẳng đút vào miệng. Thông cảm tí nào Oni-chan. Lúc sau, Shin đã có mặt ở trường và đang tập nhảy cho hội thao. Điệu nhảy mà đội phòng vệ chọn là Chenka, kết hợp cảm xúc của mọi người lại thành một. Cơ mà Maso đâu rồi nhỉ? Maso đang bị hai tên ở lớp hoa hồng gây sự. Lạ quá, Maso không khóc. Cậu ta mua mấy vài đường, hai tên kia sợ hãi bỏ chạy. Các bạn thì ngơ ngác, thấy Maso khác mọi ngày, các bạn liền theo dõi. Băng qua một con ngách tối tăm sặc mùi tội phạm, các bạn đến phố Aya. Nơi này như một tiểu Trung Quốc thu nhỏ trong lòng Kasukabe vậy. Bỗng nhân viên tiệm mì ramen cấu trúc đen ép một vị khách vào nhà hàng dùng món. Ui, bố lần vui quá nhỉ. Cơ mà tụi mình có quên cái gì không ta? May quá, bố vẫn theo dõi Masao. Đội phòng vệ đi vào một khu nhà khá sập sệ. Hai ông bà kia đang than đói bụng thì bố nghe thấy tiếng Masao. Cậu ta đang làm gì thế nhỉ? Maso bảo là đang học kung fu, võ thuật cổ truyền Trung Hoa. Vừa khỏe, vừa tự tin, vừa mạnh, không sợ tụi bắt nạt nữa luôn. Cơ mà cụ thể là quyền pháp gì đấy? Đúng lúc ấy thì sư phụ đến. Maso xung phong đỡ giỏ bánh hộ thì... Sư phụ rất bất ngờ trước màn thể hiện của Kushin, quỳ xuống năn nỉ cậu làm đồ đệ. Đang định về thì Shin va phải sự xinh đẹp của chị Ran, đại đệ tử của sư phụ. Chị Ran vừa bái sư, vừa phụ bán bánh bao Trung Quốc ở đây. Bỗng một tên xã hội đen đạp cửa xông vào. Hắn chuyên thu mua nhà cũ nát để xây chung cư thu lời. Hắn yêu cầu sư phụ ngày hôm nay phải ký vào hợp đồng bán nhà, không thì biết tay với hai ông anh này. Chỗ này sẽ bị phá để mở tiệm mì ramen cấu trúc đen. Trước sự ngang ngược đó, chị Ran định xông lên nhưng thành ngăn lại. Các ngươi quên mất còn Maso ta đây sao? Hắn định ra tay với lũ trẻ thì thầy lao ra kịp thời. Trong công phu có hai điều quan trọng: một là tôn trọng đối phương, không dùng thức ăn làm vũ khí, và không được làm con nít khóc. Màn giao tranh sau đó rất nghệ thuật, không tốn sức mấy mà sư phụ đã đuổi được tụi gấu trúc đen đi rồi. Các bạn ngưỡng mộ lắm, nghe nói người lĩnh hội được Puni Puni quyền sẽ mang lại hòa bình cho thế giới đấy. Và thế là đội phòng vệ Kasukabe bắt đầu học kung fu. Cùng lúc ấy, đám đông hỗn loạn trước cửa tiệm mì ramen cấu trúc đen, nhưng họ đã hết mì rồi. Shin đang say sưa hít mùi thơm khi đụng phải một ông chú. Ông ta cáu gắt, mắt thâm đen, cùng đám người kia chạy đến trụ sở chính của ramen cấu trúc đen để ăn mì. Nơi đó nằm ở đằng kia, khách hàng ai nấy đều mắt thâm quầng, xì xụp bát mì như lên cơn nghiện. Cặp đôi Yoshirin và Michi cũng đang ở đây. Với lượng khách đông như này, doanh thu liên tục tăng hơn 100%, các chi nhánh mới cũng được mở ra liên tục. CEO của tập đoàn này chính là ngài Don Papan. Triết lý kinh doanh của ông ta cũng giống như tuyệt kỹ hữu kiên thượng thượng này vậy. Chỉ cần doanh thu tăng, tăng và tăng, còn không quan tâm người khác phàn nàn như nào. Đúng lúc ấy thì ba tên bại trận kia lùi thùi đi về báo cáo. Puni Puni quyền là cái gì chứ? Sáng hôm sau, đội phòng vệ bắt đầu tiết học đầu tiên. Mục đích chính của Puni Puni quyền là mang lại hòa bình. Thuở xưa, một người đàn ông đã lĩnh hội tuyệt kỹ tối thượng Puni Puni chân trường, loại bỏ chiến tranh, mang lại hòa bình cho thế giới. Ui, thấy giống action comment quá nhỉ? Chị Ran cũng là một fan cứng cựa nha. Trong môn võ này có 9 kỹ thuật cơ bản, sau khi lĩnh hội hết sẽ được đến vùng đất Puni Puni học tuyệt kỹ cuối cùng, Puni Puni chân trường. Chị Ran thì mới đạt đến kỹ thuật số 7 thôi, nhìn đây. Nanatsu nanda ka 9 ban seppen.
Emaso, cậu đến kỹ thuật số mấy rồi? Kỹ thuật số 1, hóa ma hóa bố, khiến cơ thể mềm mại như tảo trôi trên biển. Vào tư thế. Vừa giữ dáng, vừa không được đọc lắp thì mới đỗ. Maso tạch rồi nha. Kỹ thuật số 2, thụ thân mỹ học. Dù có bị đánh ngã bất ngờ, cũng phải giả vờ như là à, tôi đang ngắm kiến thôi ấy mà. Đấy, xin thực hành đỉnh trước kìa. Maso bực mình học trước các bạn mà chưa có nổi vòng 1 thế này. Các lính mới, đi lau sàn cho sư nhanh lên. Bỗng Shin tìm thấy phòng của chị Ran. Chị Ran kể rằng chị từng bị bỏ rơi, được sư phụ nhặt về cùng bà con ở khu phố này nuôi dưỡng. Đây là gia đình của chị sẽ không để bọn cấu trúc đen chiếm nó. Bỗng một con quạ hoảng loạn đập cửa sổ. Ran dẫn các em vào phòng của mình, nơi cô đang điều tra về mì ramen cấu trúc đen. Khi cho bọn quạ ăn loại mì đó, quầng mắt của chúng đen thui, tính khí dữ tợn. Tưới cây bằng nước súc mì thì cây lại mọc gai. Không hiểu sao mà cả động vật lẫn thực vật đều trở nên hung bạo. Shin đói quá định ăn thử. May là chị Ran cản lại. Nào, xin mời ăn trưa nhé. Kazama hỏi vùng đất Puni Puni ở đâu, nhưng phải học đủ 9 tuyệt kỹ mới được biết. Sư phụ cũng mới học được 8 thôi. Chẳng biết truyền thuyết ấy có thật không, nhưng sư phụ được đời trước truyền lại cho một tấm bản đồ. Chết thôi, bọn gấu trúc đen đã đến nơi kiêu chiến. Sư phụ đổ bột ớt rồi cùng các đồ đệ chạy trốn. Đột nhiên bị Miyazon chặn lại. Sử dụng quyền pháp guitar nên nhờ mọi người nghe hát một đoạn. Thôi chết, mắc bẫy rồi. Nếu thắng được ám đột quyền của Don Papan, hắn sẽ để mọi người đi. Sư phụ rất dẻo dai linh hoạt, nhưng sức mạnh cơ bắp của hắn thật đáng gờm. Thôi xong, thấy bị dính chiêu nhìn thấy quần lót chấm bi rồi. Cả đời thầy chỉ có thể nói câu đó thôi. Này ông bác kia, chữa bệnh cho sư phụ đi, rồi cháu cho cái này. Hắn mang hợp đồng bán nhà ra, điểm chỉ sư phụ rồi huênh hoang bỏ đi. Ran cũng không phải đối thủ, chị bảo các em về nhà và đừng quay lại đây nữa. Mấy hôm nay trên TV cứ quảng cáo mì ramen cấu trúc đèn suốt, người ăn nó cứ như bị mất hồn. Các bạn vô cùng lo lắng cho sư phụ. Shin rủ quay lại phố Aya. Yên tâm, tôi đã có vệ sĩ. Sao mọi người giống như zombie vậy? Cả chú Yonro nữa. Bước vào căn nhà, chị Ran vẫn đang miệt mài tập luyện, còn sư phụ nằm nghỉ trong phòng. Chị tin rằng Pony Pony chân trưởng sẽ hạ gục bọn chúng, mang lại hòa bình cho phố Aya. Đội phòng vệ Kasekobe, sư phụ và chị Ran bừng bừng lửa ý chí. Họ tập luyện từ sớm đến chiều, trong cả bữa ăn hay cả khi ở nhà. Sau một thời gian, Shin đã đạt tới kỹ thuật số 5, dụ trùng hành cước, di chuyển như một con sâu mà không bị phát hiện. Có điều hơi dễ bị tụt quần thôi. Maso thì vẫn chưa học được bài nào cả. Mẹ đi siêu thị cũng được mời ăn ramen miễn phí. Không may bé Hima làm đổ hết rồi nhét vài sợi vào mồm luôn. Sáng hôm sau, chị Ran gặp lại dì Agnes, chú Cho và anh Wan. Bọn gấu trúc đen đã khiến tay dì Agnes thành ra như vậy. Chú Cho thì chỉ có thể đi ngang như cua, còn anh Wan thì thành thằng hề. Hey, a puppy! Cơ ngơi và cuộc sống của họ đã bị gấu trúc đen cướp mất. Phố Aya đã sụp đổ, dọn hành lý rời khỏi đây thôi. Đêm xuống, mắt Hima thâm quầng. Cô bé dữ dằn hơn bao giờ hết, còn đánh cả bố mẹ. Từ khi ăn ramen là Hima trở nên như vậy. Ran cũng không biết cách chữa cho Hima. Cô chẳng có thông tin gì về bí mật của chúng cả. Ơ, lũ nhóc đâu rồi? Chúng đang lẻn vào nhà máy của gấu trúc đen, men theo đường nước thải hôi thối. Họ thấy Don Bamba đang dùng chiêu ăn một lần là có kỉnh để chế biến sợi mì. Chúng còn tạo ra robot gấu trúc, copy tuyệt kỹ của ông chủ để tăng năng suất chế biến mì. Nhưng mới chỉ đạt đến 99% thôi, vì nó còn có tác dụng phụ là người ăn vào sẽ điên loạn hơn mức bình thường. Bên cạnh đó, nếu ai dám phản nàn về chất lượng mì thì xác định luôn. Nên đã quay lại hết rồi, chuồn thôi. Các bạn dùng tuyệt kỹ số 5, nhưng mà sao đã làm được đâu? Kazama, ở đi kìa. Bị phát điện rồi, Maso chưa qua bài 1 nên đã bị bắt, lại còn khai hết ra nữa chứ. Điện thoại đây, mau thả Maso ra. Đúng lúc ấy thì chị Ran tới, tóm được cả Maso cùng điện thoại, rời khỏi đây thôi. Ôi, Maso và Shin, đó chẳng phải là tuyệt kỹ số 7, hấp bản tiếp vẫn sao? Tuy đã có bằng chứng của tội, nhưng chẳng ai tin cả, còn đuổi Ran đi, phải chiến đấu thôi. Shin chỉ cần nhìn chị Ran cũng đã làm được kỹ thuật số 8, sư phụ ném một ớt rồi bỏ chạy. Không còn thời gian nữa rồi, Ran sẽ thử làm kỹ thuật số 9, chiến ý cửu thất. Đã thành công rồi, cơ mà quen.
Giờ chỉ cần đến vùng đất Puni Puni thôi. Cơ mà nó ở đâu ấy nhỉ? Bông cuốn tạp chí mát mẻ của sư phụ rơi ra. Đây rồi, ở Trung Quốc. Masou hét lên, cậu trách mình thật yếu đuối, vô dụng, không phải người được chọn như Shin. Cậu bỏ chạy về nhà. Đúng lúc ấy, bác hàng xóm đã nghe hết câu chuyện và vác súng sang. Bác ấy cũng đã ăn mì ramen rồi, chạy thôi. Michi và Yoshirin cũng đã lên cơn. Shin thì cứ bình chân như vậy. Ngoài đường chỗ nào cũng có bọn chúng. Ran và Shin dùng kỹ thuật số 9, ngất ngây con gà tây luôn. Sư phụ quyết định ở lại chặn đường. Shin đã lấy được hộ chiếu, đến Trung Quốc thôi. Đây có phải là giờ tham quan đâu nhỉ? Kazama định báo cảnh sát, nhưng đồn cảnh sát cũng thành tiệm mì luôn rồi. Bên này, Maso buồn bã khóc một mình, sư phụ đến vã nổi cậu. Quay lại với hành trình đi tìm vùng đất Puni Puni của Ran và gia đình Nohara, họ đi xuống đường hầm và gặp một cánh cửa. Có chuông à? Ông ta bắt thể hiện tuyệt kỹ số 9 rồi mới cho vào. Cánh cửa đã mở, đây là thần Puni Puni. Muốn học Puni Puni chân trưởng thì phải trả lời các câu hỏi sau. Nếu gặp quần lót đi lạc thì làm sao? Nếu thấy 100 triệu yên trong rừng thì sao? Nếu bị quái vật ngoài hành tinh tấn công? Nếu lĩnh hội được Puni Puni chân trưởng thì sẽ làm gì? Và kết quả, người được truyền tuyệt kỹ chính là... Người sử dụng Puni Puni quyền phải có trái tim mềm mại. Còn Ran thì không thể nào phát huy toàn bộ sức mạnh của tuyệt kỹ được. Nào cô Shin, hãy uống đi. Uống rồi sẽ có được sức mạnh tẩy não kẻ xấu, biến họ thành Puni Puni uốn éo luôn ấy. Ran chạy lên uống hết. Bỗng các bức tượng đá cử động. Ran dùng tuyệt kỹ tối thượng hạ gục bọn chúng. Chúng ta về Kasukabe thôi. Không khí ở đây đáng sợ quá. Nhà cửa tan hoang, người người sống dở chết dở. Ran bước đến, hạ gục bọn gấu trúc đen trong nháy mắt. Bị dính Puni Puni chân trưởng, tên nào tên nấy cũng nhao nhoét. Shin cũng giỏi lắm nha. Ran tiến vào phòng của tên trùng Dombaban. Sức mạnh của hắn thật đáng gờm. Bỗng Ran bị con thú cưng ôm chặt. Ngay khi Dombaban định ra chiêu cuối thì Kushin xuất hiện giải nguy. Tên trùng đã bị đánh bại. Kết thúc rồi phải không? Không, Ran bắn trưởng về phía người dân vô tội. Cô ta muốn loại bỏ hoàn toàn cái ác và bạo động. Hãy xem ông bố chân thối quyền đây. Còn bà nội trợ mông mự quyền thì sao? Shin bảo vệ em Hima, dùng Buri Buri đối đầu Ran. Trước ánh mắt cầu xin của Shin, Ran bỏ đi. Cô trở thành hiệp sĩ bảo vệ hòa bình, đích thân trừng phạt những kẻ cố ý lấy nhầm đồ, xì hơi trộm, spoil phim, không đăng ký lớp học truyện tranh. Từ ngày bố mẹ bị như vậy, Shin phải lo hết mọi việc trong gia đình. Cả đội phòng vệ gặp lại Maso và sư phụ. Ở cùng sư phụ lâu quá nên Maso trở thành Google dịch luôn rồi. Maso động viên Shin, bé Hima sẽ ổn thôi. Đây là cây hoa mọc gai trong phòng của chị Ran. Ngày nào tớ cũng tưới nước cho nó nên nó đã bình thường trở lại. Chăm chỉ cho bé ăn bình thường thì sẽ khỏe thôi. Sư phụ nhận ra cách để đánh bại Ran là khiến trái tim cô ấy mở lòng, vui vẻ trở lại. Đội phòng vệ Kasukabe đã đến rồi đây. Ô kìa, là điệu nhảy Jenka vui nhộn mà các bạn đã tập ở trường. Ran không thể không nhún nhảy theo điệu nhạc. Hay quá, mọi thứ đã trở lại bình thường. Và từ đó, một huyền thoại mang tên Jenka quyền đã ra đời. Dù Aya đã hòa bình, nhưng Ran vẫn muốn ra đi. Chị sẽ khám phá những vùng đất mới, tu luyện thêm mỗi ngày. Nhưng đừng quên ngôi nhà thân thương có sư phụ và các em nhé. Tạm biệt chị, hẹn ngày gặp lại nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ lớp mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.